cách bắt đầu ngày mới như một triệu phú. Đó là cái cách để cài đặt cho cái tư duy của người thành công và giàu có. Thì cái bước đầu tiên, khi các anh chị vừa mở mắt thức dậy, khi còn nằm trên giường, thì các anh chị hãy đưa tay ôm lấy cơ thể của mình. Hãy cảm thấy là yêu thương chính mình và thì thầm với chính mình là tôi yêu bạn, bạn rất là tuyệt vời, tôi ngưỡng mộ bạn lắm. Các anh chị hãy kỷ lực làm điều đơn giản này thì kết quả sẽ rất là tuyệt vời. Yêu mình là cảm xúc sẽ rất là tuyệt vời và chúng ta sẽ rất là hào hứng với một cái ngày mới. Chúng ta sẽ biết mình cần phải làm cái gì. Sau khi ôm mình, yêu thương mình, khen mình xong thì hãy nói hôm nay tôi rất là thành công và tôi thành công trong tất cả mọi việc tôi làm. Sau đó hãy nói lên những cái điều mình muốn, nói lên cái danh sách mà mình đã đặt hàng vũ trụ tối ngày hôm trước. Thì tất cả đã nằm trong cái danh sách thành công của mình đó. Mình hãy đọc lên. Hãy sống với cái sự thành công, cảm xúc tuyệt vời ở trong tâm trí của mình mỗi ngày. Và hãy làm việc một cách chăm chỉ để có những thứ mà mình muốn. Và các anh chị hãy thực hành. Khi bước chân xuống giường thì hãy cảm ơn trên từng bước chân. Và trong cái cuốn Phép Màu The Magic thì cái ngày 19 là cái bước chân nhiệm màu có câu: Chúa cho bạn một món quà là 86.400 giây trong ngày hôm nay, và bạn đã sử dụng giây nào để nói cảm ơn chưa? Và ông Einstein tiết lộ một trong những cái bí mật nhiệm màu nhất mà dẫn đến thành công, đó là ông thực hành lòng biết ơn mỗi ngày. Hàng trăm lần mỗi ngày tôi tự nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống bên trong và bên ngoài của mình nó phụ thuộc vào cái thành quả lao động của những người khác, những người còn sống lẫn đã khuất. Vì thế là tôi phải nỗ lực hết mình để mang lại cái giá trị tương đương với những gì mà tôi đã và đang nhận được. Và bạn có thể thực hành bước chân nhiệm màu mọi lúc, mọi nơi, bất cứ lúc nào trong ngày. Khi bạn di chuyển từ phòng này sang phòng khác, hoặc là bạn nấu ăn ở nhà, hoặc là bạn đi làm việc, thì trên từng bước chân, hoặc là bạn đi đến quán cà phê, thì bạn cũng có thể ứng dụng mỗi bước mình đi, mình sẽ cảm ơn, một chân cảm, một chân ơn. Và mình sẽ thực hành cái bước chân nhiệm màu này suốt cả ngày luôn anh chị nhé. Và nhóm Lý cũng đang là chia sẻ cái chuỗi 28 ngày hành trình phép màu. Anh chị nào muốn đồng hành để thực hành lòng biết ơn thì hãy nhắn cho Lý sẽ mời anh chị vào nhóm cùng rèn luyện nhé. Thank you, I love you.